rồi bấm đi. Rồi đây là hôm nay mình sẽ chỉ cho anh em một cách bấm máy lập trình của máy Brodo nha. Hiệu máy là BD3000. Rồi đây là mình hướng dẫn cho mấy bạn chỉnh cách chỉnh cơ bản lấy màu của cái máy lập trình. Rồi tắt máy đấy, tắt máy. Rồi mở máy lên. Okay, máy đi. Thấy không? Quay anh em. Đây là bắt đầu này. Đầu tiên là chúng ta vào là Pro RAM. Bắt đầu bấm enter nha. Đó. Và lúc đó là máy sẽ đưa di chuyển này, kiếm về này. Bây giờ chúng ta muốn điểm dừng kiếm ở vị trí mà chúng ta cần chỉnh này. Và bắt đầu là chúng ta sẽ bấm enter. Bấm enter. Đó, đúng không? Rồi, chúng ta sẽ di chuyển điểm dừng kiếm mà chúng ta muốn dừng này. Đó. Bay vào đây kiếm. Đó, chúng ta ưa di chuyển. Đó. Rồi, thì dù như mình lấy điểm chuẩn của kiếm là vị trí bắt đầu máy là nằm ở đây đi. Thì dù như là mình đang muốn vị trí bắt đầu máy nằm đây xong là mình sẽ lấy ở đây để là mình lấy ví dụ nhá. Xong bắt đầu mình bấm enter nha. Bấm enter này. Bấm enter. Đó. Xong. Rồi, điểm cái nữa. Mình bấm thêm cái enter nữa. Đó. Rồi bắt đầu là mình chọn đường máy. Đường máy là gồm những dích dắt đường thẳng hình tròn và lại là đường dích dắt. Ví dụ như bây giờ mình chỉnh cái đường thẳng nó có kỳ hiệu này. Nên gạch chéo nó là chạy đường thẳng nha. Rồi bắt đầu mình chạy chọn đường thẳng, mình bấm enter này. Cái này là cái số mũi. Có nghĩa là dây thưa. Ví dụ như mình chọn muốn dây này thì mình trừ đi. Còn thưa thì mình cộng lên. Đó. Cái này thì tôi thuộc vào mức độ mình chỉnh. Đó, thì ví dụ như mình cho 1.5 đi. Đó, như vậy rồi xong mình bấm enter này. Đó, khi nào nó hiện lên ở trên bàn có những cái có những cái mũi tên nó hướng dẫn đây là mình bắt đầu mình chỉnh. Thì dụ như mình muốn chỉnh một cái đường thẳng đó thì dụ như mình chỉnh đường thẳng đó. Rồi. Thì dụ như vị trí điểm máy của mình là tới bao nhiêu rồi đó mình. Rồi. Rồi bắt đầu mình enter tiếp này. Đây là mình nói ví dụ đó nè đó. Đó mình enter. Là mình enter xong là cái đường máy đầu tiên mình đã chọn là mình đã được lưu. Rồi thì dụ như mình muốn chỉnh cái đường máy rồi. Chứ tới tiếp theo là chỉnh cái đường bò thì mình như làm như nào mình sẽ trở về này. Đó. Mình trở về hai lần này đó. Bây giờ mình muốn chỉnh cái đường bò đường ngang thì dụ như mình muốn chỉnh đường bò ngang này. Đó, mình chọn vào chỗ màu đường máy này. Đó, mình chọn bò này. Đây. Đây là màu bò này, nó có kỳ hiệu màu bò nha, mình bấm enter này. Đó. Ở đây là nó có cái thứ kỳ hiệu là cái mũi tên mà ngang này nó sẽ là mập ổn của con bò này. Mình muốn cộng trừ lên thì mập hay ổn là cái bên quyền mình này. Còn cái này là cái chỉ dây thưa này. Chỉ dây thưa thường thường thì mình để 0.7, 0.8 nha. Rồi xong mình bấm enter này. Đó. Và khi nào ở màn hình nó hiện lên như này thì mình lại tiếp tục di chuyển. Mình chuyển theo hướng của mình này. Mình cứ chuyển sao chuyển này. Đó. Xong bắt đầu mình enter. Rồi mình enter xong tiếp tục mình muốn chỉnh nữa thì mình trở về lại đó rồi mình chọn tiếp chưa lưu rồi để làm lại cái bước này lưu này tiếp lại đó lưu lúc nào thì hình này đã được rồi xong bắt đầu mình sẽ muốn chỉnh lại đường máy mình sẽ trở về này đó bây giờ mình muốn chỉnh lại tiếp một cái đường máy rồi mình bấm chỉnh mình chọn màu máy mình bấm enter này đúng không chỗ đường máy hồi nãy mình đã chọn rồi cho mình phải mình enter lại đúng không cho nó hiện đến như vậy thì mình chỉnh này chỉnh theo tôi thôi rồi mình bấm enter hai lần là lưu nhá rồi xong mình bấm trở về này đó, xong mình bấm tiếp tục mình chỉnh thêm con bò này
ví dụ như như cái cột mũi hồi này là mình là cài thôi, cho mình chỉnh thông số cái này mình cài thôi, cho mình chỉ việc trừ mà chỉnh thôi. Rồi xong mình bấm enter hai lần này. Rồi xong giờ mình bấm trở về này. Đó, trở về tiếp này. Rồi đây là lưu nha, cái này là mình chưa lưu nhưng mà mình chuyển cái này vào ở Ethernet là nay mình mới chuyển vào. Đó. Khi nào nó báo lên 111 E nha là mình bấm enter này. Đó. Nó sẽ báo là nhấn enter để di chuyển công ban F này. Đó. Rồi. Bắt đầu mình trở về lại này. Đó, giờ mình mới lưu này. Lưu là mình sẽ vào này thứ mục của nó này. Đó, mình chọn. Rồi. Mình xuống mục thứ này nè, mục này này. Đó. Mục này là mục là thứ mục đi vào này. Bấm. Rồi nó sẽ lên cái này là cái mã này là mình máy nha, có nghĩa là cái màu máy của mình là thông số, cái màu máy nó sẽ hiện lên ở đây, hiện lên đây. Và khi mình chọn 443 thì cái lúc mình làm mình sẽ bấm lên 443 là cái con của mình đang chỉnh. Đó, bây giờ mình chọn mình để vậy luôn, mình bấm enter hai lần. Đó, ở trên này sẽ hiện ra là 443. Rồi xong. Xong, bây giờ mình sẽ trở về. Và bây giờ con 443 của mình đang chạy được. Quay làm màu chuẩn. Đó, đâu bắt chạy đứng thẳng nè. Con bò. Rồi chạy ngược lại rồi tới con bò.